tiếng lặng. Ta không còn nghe thấy tiếng vợ hiền ngâm độc thơ ta. Họ đã giết nàng rồi chăng? Hay là nàng đã không chịu nổi tra tấn mà đành nhận lấy một tội mà mình không hề phạm bao giờ? Cháu ơi, có ai nghĩ đến sẽ cứu nàng không? Bao nhiêu người muốn cứu thoát ta mà chính ta thì chưa hề một lần nghĩ tới. Không phải cố chấp, nhưng ta nghĩ bạn bè ta, học trò ta và những kẻ nghĩa khí trong triều thì thân cô thế độc, còn những kẻ khác thì lòng người hổ dễ biết đâu mà giờ nhớ việc lớn không thành mà người cũng không tròn danh tiếng. Nguyễn Thị Lộ, có phải chính mày, mày là người đã tiến đủ tập cái đầu hạch lít đại hành hoàng đế không? Nói không trả lời mày đã thi gan với tao. Ta thừa biết các ngươi định giết vợ chồng ta vì mục đích gì, nhân nghĩa chồng ta là các ngươi phải tinh hoàng. Đàn sơn như nghi dân bị phế trúc, đức vua có chết thì ban cơ mới được lên ngôi chứ. Chính các ngươi chứ không ai khác đã đầu độc vua qua bàn tay vô tội của công tử thì liên lão. Không phải chính mày là một con rắn độc để vào cung được giết hoàng đế phải không? Trả lời đi chứ. Con thú có thể cắn chết con người nhưng nó vẫn là con thú. Con người mang lẽ phải, thể chết vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thứ chất của con.